Loạt vũ khí siêu hạng xuất hiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp dân tộc tới Quốc hội Liên bang Nga hôm ngày 29 tháng 2, đề cập đến một số vấn đề cấp bách, chương trình vũ khí mới đúng tiến độ. Những vấn đề được ông Putin đề cập đến bao gồm các vấn đề nội cấp bách, các hoạt động quân sự đặc biệt, vũ khí mới và tiên tiến trong quân đội Nga. Tổng thống Putin ca ngợi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa siêu nặng ICBM Sarmat mới, hiện đang được trang bị cho quân đội Nga là vũ khí siêu hạng và không có loại tương tự trên thế giới. Tên lửa đạn đạo siêu nặng Sarmat được sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội. Chúng tôi sẽ sớm diễn tập chiến đấu tại các khu vực triển khai của chúng, ông Putin nói. Sarmat là tổ hợp tên lửa chiến lược với các ICBM hạng nặng sử dụng nhiên liệu lỏng. Trọng lượng của một tên lửa như vậy là hơn 100 tấn. Tổ hợp này nhằm thay thế tên lửa Vovoder trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Tương tự như vậy, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong tình trạng cảnh giác cao độ về việc triển khai được đảm bảo, ông Putin nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng tất cả các kế hoạch về lĩnh vực vũ khí mà ông đưa ra trong bài phát biểu năm 2018 hiện đã được thực hiện hoặc đang được hoàn thiện. Về vấn đề này, Tổng thống đề cập đến tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhou, không chỉ phục vụ cho quân đội Nga mà còn được sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong chiến dịch đặc biệt với thành công lớn. Ông Putin nói thêm rằng tên lửa hành trình siêu thanh phóng từ biển, Jurgen đã được sử dụng trong chiến đấu và cũng đang phục vụ cho các lực lượng vũ trang. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng các cuộc thử nghiệm của Bovivik đang được hoàn thành và các cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng cũng như hiệu suất chiến đấu của tên lửa. Bovivik là tên lửa hành trình trang bị vũ khí hạt nhân có tầm bắn không giới hạn. Chúng tôi có hệ thống siêu thanh xuyên lục địa Avangard và tổ hợp Laser Perishram làm nhiệm vụ chiến đấu. Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Bovivik với tầm bắn không giới hạn và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon đang được hoàn thành. Tất cả chúng đều được trang bị đầu đạn hạt nhân. Không có lời khi nói những hệ thống này đã khẳng định sự vượt trội của chúng so với phần còn lại của thế giới, ông nhấn mạnh. Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các nước khác để xây dựng một hệ thống an ninh mới. Tổng thống Nga lưu ý, rõ ràng là cần phải soạn thảo các đề cương mới về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt của Á-Âu trong tương lai gần. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán chi tiết về vấn đề này với tất cả các quốc gia và hiệp hội quan tâm. Vì sao Nga cần những vũ khí hàng đầu? Những lo ngại về cuộc chiến ủy nhiệm Nga-NATO ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân dường như tạm lắng xuống. Mặc dù vậy, số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Nga vẫn được giới quân sự các bên đặc biệt chú ý. Với 5.977 tổng kho vũ khí hạt nhân được triển khai, cất giữ hoặc dự trữ, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Với vũ khí hạt nhân chiếm khoảng 47% trong tổng số 12.700 vũ khí hạt nhân của thế giới. Khoảng 1.590 loại vũ khí này đã được triển khai và sẵn sàng khai hỏa bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Nga có nhiều hơn khoảng 550 đầu đạn hạt nhân so với Mỹ. Quốc gia có 5.428 đầu đạn hạt nhân và có kho vũ khí lớn thứ hai trên thế giới. Các siêu cường hạt nhân đã dần cắt giảm quy mô kho vũ khí hạt nhân của họ kể từ cuối những năm 1980, đưa tổng số giảm từ hơn 61.000 vào giữa những năm 1980. Xuống còn 48.162 với việc ký kết Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Y năm 1991, 35.914 với START 2 trong 1993 và 10.281 với New START vào năm 2010, được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021. Kho vũ khí hạt nhân lớn hơn của Nga cho phép nước này bù đắp cho năng lực thông thường, yếu hơn của mình so với sức mạnh tổng hợp của Mỹ và NATO. Về cơ bản, lật ngược kịch bản của sự cân bằng quyền lực của thời chiến tranh lạnh ở châu Âu giữa khối phương Tây và khối hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo. Hiện tại, học thuyết hạt nhân của Nga cấm sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu, với những vũ khí đáng sợ được coi là chỉ như một phương tiện răn đe. Việc sử dụng chúng là một biện pháp cực đoan và bắt buộc. Cuối năm 2022, Tổng thống Putin đã công khai đưa ra ý tưởng thay đổi học thuyết hạt nhân thành học thuyết kiểu Mỹ, không có giới hạn đối với các cuộc tấn công phủ đầu. Tuy nhiên, không có bản cập nhật chính thức nào về học thuyết hạt nhân của Nga được công bố kể từ đó. Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả bi thảm nếu can thiệp vào Nga. Trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo những hậu quả cuộc việc can thiệp vào nước Nga sẽ trở nên bi thảm hơn nhiều so với trước đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu thông điệp liên bang thường niên trước Quốc hội và toàn quốc ngày 29 tháng 2, giữa bối cảnh chỉ hơn 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trong bài thông điệp liên bang, Tổng thống Putin cho rằng giới lãnh đạo phương Tây đã công khai bày tỏ thái độ thù địch với Nga. Theo nhà lãnh đạo này, việc phương Tây nói rằng Nga tấn công châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa. Theo Tổng thống Putin, khả năng của quân đội Nga đã tăng nhiều lần trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các đơn vị của chúng tôi đang giữ thế chủ động. Họ đang tiến công ổn định theo một số hướng của chiến dịch và giải phóng các vùng lãnh thổ mới.
Chúng tôi không bắt đầu xung đột ở Donbass, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chấm dứt nó và xóa sổ chủ nghĩa phát xít, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo những hậu quả của việc can thiệp vào nước Nga sẽ trở nên bi thảm hơn nhiều so với trước đây. Những nỗ lực nhằm can thiệp vào Nga đe dọa nổ ra một cuộc xung đột quy mô lớn sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Putin đã thông báo về kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang của Nga ở phía Tây sau khi NATO kết nạp thêm Thụy Điển và Phần Lan. Các đối thủ của Nga hãy nhớ rằng chúng tôi có vũ khí có thể tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ của họ, Tổng thống Nga cho hay. Như vậy, Tổng thống Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington về sự ổn định chiến lược nhưng chỉ khi các lợi ích của Nga được tính tới. Khoảng 1.000 người đã được mời đến dự buổi phát biểu thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo Nga, bao gồm các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga và Hội đồng Liên bang, cũng như các bộ trưởng, thống đốc, lãnh đạo tôn giáo, nhà ngoại giao nước ngoài và các nhà báo. Ngoài ra, các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng là được mời tới.